Giai đoạn giữa mùa mưa là thời điểm hạt cà phê hình thành. Nhà vườn Tây Nguyên sẽ cần phải chú ý điều gì trong khâu chăm bón để đạt hiệu quả cao nhất? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh hôm nay với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam. Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Những thông tin cập nhật trong tuần của ngành nông nghiệp xin được mở đầu chuyên mục Nhà nông và thị trường hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam có 11 mặt hàng xuất khẩu sang Indonesia đạt trên 100 triệu đô la Mỹ với tổng kim ngạch 2,21 tỷ đô la Mỹ, tương ứng chiếm 76% giá trị xuất khẩu vào quốc gia Đông Nam Á này. Trong đó, gạo là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sang thị trường này với 444 triệu đô la Mỹ, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu chè của thị trường Đài Loan, Trung Quốc từ Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 5,3 nghìn tấn, trị giá 8,7 triệu đô la Mỹ, tăng 8,8% về lượng và tăng 7,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, đến giữa tháng 7 năm 2024, xuất khẩu hồ tiêu thu về gần 691 triệu đô la Mỹ, toàn ngành xuất siêu gần 617 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con nông dân, biến đổi khí hậu cùng những dự báo về sản lượng cà phê có thể sụt giảm đến 20% trong niên vụ 2024-2025 đã đẩy giá cà phê trong nước tăng cao. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi trở lại Tây Nguyên thăm những vườn cà phê trong mô hình canh tác cà phê thông minh, xem hiện ban cố vấn chương trình cùng bà con đang tất bật chuẩn bị những gì cho đợt bón phân quan trọng giai đoạn giữa để đạt hiệu quả cao ở niên vụ này. Mời quý vị cùng theo dõi. Giữa những ngày tháng 7, ban cố vấn chương trình canh tác cà phê thông minh trở lại Đắk Nông thăm các vườn cà phê nơi đây. Sau một tháng rưỡi, từ đợt bón phân đầu mùa mưa, các vườn cà phê trong mô hình cây sinh trưởng khỏe, trái phát triển chuẩn bị vào chắc rất tốt, hứa hẹn một mùa vụ thắng lợi với năng suất cao vượt trội. Hộ ông Phạm Duy Hồng, xã Đắk Lao, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Vườn cà phê sen canh sầu riêng, giống cà phê, cà dây, từ 7 đến 10 năm tuổi. Loại đất Bazan. Đặc điểm đất vườn cây theo kết quả phân tích, pH rất chua, 3.93. Hữu cơ OM giàu, 3.69. Đạm N, tổng số trung bình 0.186. Lân, P2O5, tổng số giàu 0.184. Kali K2O, tổng số nghèo 0.488. Canxi, magie nghèo. Vườn cây sinh trưởng và phát triển trung bình không đồng đều. Sau đợt bón phân đầu mùa mưa cách đây một tháng rưỡi, vườn cây hiện phát triển rất tốt. Chào anh Hồng ạ. Dạ vâng. Như vậy là trong mùa mưa này, đây là lần thứ hai chúng tôi đến đây để gặp gỡ anh phải không ạ? Dạ vâng. Tại vì anh là một trong những cái người là chủ mô hình của một cái hệ thống các cái mô hình khảo nghiệm ở năm tỉnh Tây Nguyên này. Vâng. Mô hình anh là mô hình cà phê. Vâng. Ở trồng sen sầu riêng. Hôm nay tôi tới đây thì thấy là cái mô hình anh rất là đẹp. Vâng. Rất là phấn khởi. Vâng. Cây cà phê cũng tốt. Nhiều trái và cây sầu riêng cũng rất là nhiều trái. Chứ kể là chúc mừng anh cái đã. Vâng. Trước kia người nông dân thì cũng chăm sóc kiểu cái truyền thống theo cái kinh nghiệm chung thôi. À, nhưng mà từ cái lúc mà tiếp cận được cái mô hình này á, thì cũng học hỏi thêm được cái là như bây giờ, như gia đình bây giờ là bón theo cái công thức của công ty. Như vậy thì trong cái vườn của anh được chia làm 3 phần đúng không? Vâng ạ. Thì một phần á, là của đội trưởng của anh, là anh muốn bón gì là bón. Vâng. Thì một phần thứ hai á, là chúng tôi bón những cái công thức mà chúng tôi đã dựa vào đồ phi đất để đưa ra công thức đó. Dạ. Với dùng những cái loại phân truyền thống của công ty Bình Điền,
như là đầu trâu mùa khô, đầu trâu tăng trưởng, đầu trâu chắc hạt. Và còn ngoài ra thì còn có một cái công thức thứ ba nữa, như anh cũng biết đó, và anh có dán cái dây để mà phân biệt các cái lô đó. À, thì ở cái công thức thứ ba là cái công thức mà có BioSpring, tức là cũng cái công thức truyền thống đó, cũng cái lượng phân truyền thống đó, nhưng mà có phối trộn, có bọc ảo thêm một cái loại vi sinh vật. Mà vi sinh vật này rất là cao cấp, thì nó có thể bọc cái phân khoáng nhưng mà vẫn giữ cho vi sinh vật sống được, để khi chúng ta bỏ phân khoáng vào đất thì vi sinh vật này nó hoạt động. Nó hoạt động và nó làm tăng cái hiệu quả sử dụng của phân bón. Rồi còn làm thêm tăng thêm sự cố định đạm, sự phân giải lân, thì làm hạn chế sự mất mát dinh dưỡng trong đất. Đất của anh cũng có hơi nghèo kali. Cho nên vào những cái đợt mà như bây giờ này, thì quả nó đang lớn như thế này. Và nó đang phát triển, và sau đó nó vào chắc trong 1-2 tháng tới. Như vậy thì chúng tôi sẽ tăng cường thêm kali cho anh. Thì vậy, do vậy cho nên anh sẽ nên bón đúng theo như vậy. Rồi sau đó anh sẽ tự mình nhận xét ở trên lô. Và khi mà người nông dân tự mình làm và tự mình thấy những cái sự chuyển biến trên lô thì họ sẽ tin tưởng hơn. Và có thể anh sẽ nhân rộng ra mọi người thấy. Tại vì cái BioStream là một cái tiến bộ trong cái ngành mà điều chế phân bón, thì để giúp cho hiệu quả phân cao hơn đó. Thành ra chúng tôi có đưa vào trong cái vườn của anh. Thay mặt gia đình thì cũng cảm ơn công ty, cảm ơn các bác tạo cho người nông dân được cái mô hình này. Hộ anh Trần Thanh Hoang, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Vườn cà phê thuần, giống TR4 và Thiện Trường, tái canh 8 năm. Loại đất Bazan. Đặc điểm đất vườn cây theo kết quả phân tích pH chua 4.10, hữu cơ OM giàu 6.04, đạm N, tổng số giàu 0.22, lân P2O5, tổng số giàu 0.191, kali K2O, tổng số nghèo 0.453, canxi magie trung bình. Vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất trung bình từ 4,5 tấn đến 5 tấn nhân 1 hecta. Sau đợt bón phân đầu mùa mưa cách đây khoảng 1,5 tháng, vườn cây hiện đang phát triển rất tốt, khả năng đạt từ 5,5 tấn đến 6 tấn nhân 1 hecta. Từ cái đợt mà đầu mùa mưa anh bón phân đợt 1 á, cho tới nay là đạt khoảng 1,5 tháng rồi. Khoảng đó thì khi mà xuống lại vườn như thế này là tôi thấy là quả nó lớn rất là nhanh. Đầu mùa mưa đến là cũng thấy cái vườn anh là một vườn sai quả rồi đó, nhưng mà bây giờ quả nó lớn nhanh, thành ra chúng ta sẽ thấy là cây, mà cái cây nó vẫn rất là xanh đẹp. Anh đánh giá là năm nay thì anh đạt được khoảng bao nhiêu tấn cà phê nhân trên 1 hecta? Năm nay thì không có gì thay đổi, nếu mà thời tiết êm đẹp á thì chắc cỡ khoảng 5,5 đến 6 tấn trên 1 hecta đó. Trên 1 hecta. Thì đó là một cái năng suất cũng cao. Và thực tế là cũng có nhiều người đã đạt được những cái năng suất như vậy, 6 tấn 7 tấn nhân trên 1 hecta. Bởi vì giống mới mà. Anh được có cái ưu điểm là anh trồng ở đây toàn là giống mới cả, cà phê đang tơ. Thành ra cái khả năng đạt tới năng suất đó là cần. Thế thì cùng với cái việc chăm sóc vườn cây rất là tốt mà anh đã làm như thế này, thì cái việc bón phân, bón phân cũng rất là quan trọng để mà đáp ứng kịp thời dinh dưỡng mà nuôi cái trái rất nhiều ở trên cây như thế này. Thì đất của anh thì chúng tôi cũng đã, trước khi mà thiết lập cái mô hình này và đề xuất ra công thức phân bón thì cũng đã có đi giám định cái đồ phi đất, lấy mẫu đất về phân tích, và chắc anh biết những cái thông tin về đất đai của anh như thế nào. Thành ra đưa ra cái công thức phân bón cho phù hợp. Và đợt đầu mùa mưa mà vừa rồi tới thăm vườn nhà anh thì cũng có đánh giá lại cái tình trạng sức khỏe của vườn cây và năng suất ở trên vườn cây của anh năm nay đạt được như thế nào để điều chỉnh lượng phân bón. Thì đó là một cái cách làm khôn ngoan, tại vì khi chúng ta thấy là cần phải điều chỉnh do quả nó nhiều quá là chúng tôi có điều chỉnh để tăng cao cái lượng phân bón hơn so với cái lượng phân bón mà trước đây chúng tôi chỉ đề xuất theo đồ phi với cái năng suất bình quân là 4 tấn nhân trên 1 hecta. Nhưng mà bây giờ khi mà cái đợt vừa rồi tới xem á, thì ước định là anh sẽ đạt được 6 tấn nhân, khoảng 5,5 tấn tới 6 tấn nhân như anh nói vừa rồi, và khả năng 6 tấn là có. Thành ra từ cái đợt 1 vừa rồi thì chúng tôi đã điều chỉnh để tăng cái phân cho cái vườn này, và sau này chúng tôi sẽ đưa cho anh một cái quy trình phân bón để anh nắm được là từng thời kỳ như vậy anh sẽ bón bao nhiêu lượng phân. Thì như vậy cái có thể là cái lượng phân mà các bạn cấp trong
từ giờ cho tới cuối mùa mưa anh không phải bón hai lần, một lần quá nhiều, một lần 7 lạng rưỡi thì nhiều quá, anh có thể chia ra làm 3 lần để anh bón. Nhưng mà công thức nào thì anh bón theo công thức đó. Thì sau này anh mới có thể so sánh được chứ. Ví dụ như anh so sánh bên này anh thấy là cái màu xanh của lá nó bền hơn này, hay là cái quả nó được hơn này, rồi sau này cái nhân nó chắc hơn chẳng hạn. Thì anh sẽ đánh giá, từ mình cũng sẽ tự đánh giá được những cái yếu tố mới đưa vào phân để làm cho tăng hiệu quả của phân bón. Thật ra giữa mùa mưa như thế này thì nó vẫn còn có một số sâu bệnh nhất định, nhưng mà tôi thấy vườn nhà anh cho tới giờ là ít sâu bệnh. Nhưng sắp tới và có lẽ cũng năm nay là giai đoạn từ đầu mùa mưa tới giờ mưa vừa phải, không có nhiều lắm. Chưa mưa nhiều nhưng mà sắp tới đây thì nó sẽ mưa rất là nhiều. Anh cũng chú ý tới cái bệnh nấm hồng có thể xảy ra tại cái vùng Đắk Nông này. Vì các năm thì nấm hồng nó hay phát triển ở đây. Khi mà quả bắt đầu lớn ra á, mà mưa nhiều á, thì anh nên để ý tới những cái chỗ mà chẳng 2, chẳng 3 của cái cành á, là nó sẽ có nấm hồng. Nó gây chảy cành thì anh phải xử lý bằng cách cắt những cành đó bỏ đem ra ngoài. Và nếu như nó bị nặng thì anh phải phun thuốc nấm hồng. Còn hiện nay á, thì vườn nhà anh đã đi ở những cái vườn khác thì thấy cái hiện tượng bị tạo hại cành rất nhiều, nhưng vườn nhà anh cũng không có mấy. Có lẽ đầu mùa mưa anh... Hai lần rồi. Anh phun hai lần. Đánh là hai lần đóng rồi. Anh phun thuốc gốc đông phải không ạ? Đúng rồi. Gốc đông nó là đặc trị cho nấm tạo ở trên cành. Nó khác với cái nấm hồng tới nó hơi nãy nhá. Cái nấm hồng là một cái chứng bệnh khác. Cái nấm hồng từ giờ tới đi nó mới có này. Thì trong mùa mưa này thì anh chỉ chú ý như vậy thôi. Thay mặt gia đình cảm ơn cô Nam đã đến thăm vườn. Dù tôi là chăm sóc rất kỹ rồi. Vườn là cà phê rất 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 kỹ và cũng phải nhờ kỹ sĩ để hướng dẫn nữa. Thay mặt gia đình xin cảm ơn cô Nam. Vâng. Anh là một nông dân giỏi nha, chăm sóc rất là tốt. Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn giữa mùa mưa. Theo các nhà khoa học, thời điểm giữa mùa mưa từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, trái cà phê sẽ lớn rất nhanh. Nếu bón phân đúng sẽ giúp trái phát triển tối đa về kích thước, mang lại năng suất cao cho mùa vụ. Nhu cầu dinh dưỡng NPK của cây cà phê ở giai đoạn này sẽ hoàn toàn khác so với thời điểm đầu mùa mưa. Cụ thể, nếu như đầu mùa mưa cây cà phê cần lượng đạm lân cao, kali thấp, thì giữa mùa mưa cây sẽ cần lượng đạm kali cao tương đương nhau, và thường cao hơn gấp 1,5 đến 2 lần so với chất lân để hạt cà phê phát triển. Đồng thời, đất vườn cà phê Tây Nguyên phần lớn đều bị chua hóa, pH rất thấp. Nhiều vườn cà phê mặc dù trồng trên nền đất đỏ bazan, nhưng kết quả phân tích đất cho thấy hàm lượng các chất canxi, magie rất thấp. Vì vậy, để cây cà phê phát triển tốt giai đoạn giữa mùa mưa này, bà con có thể áp dụng bón phân đầu trâu chắc hạt hoặc đầu trâu mùa mưa với NPK và trung vi lượng phù hợp sẽ giúp trái phát triển tối đa về kích thước. Lượng bón từ 600 đến 800kg một hecta một lần tùy vào năng suất thực tế của vườn. Quá trình bón, để tránh thất thoát và tăng hiệu quả sử dụng phân bón, bà con cần dọn vườn tỉa cành tâm, cào lá khô quanh gốc trước khi bón. Lúc bón, tránh rải phân quá sát gốc, nên rải theo hình chiếu tán lá cây. Đặc biệt với những trận mưa lớn và kéo dài từ 2 đến 3 tiếng, không nên bón đuổi mưa vì gây thất thoát không hiệu quả. Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục Alo Canh Tác Thông Minh. Với cái mô tả của em thì tôi cũng chưa có đủ cái thông tin để đề quyết cái nguyên nhân mà rụng lá đó là cái gì. Nên bây giờ tôi đề nghị em như thế này. Cái thứ nhất là em phải kiểm tra lại coi vấn đề sâu và bệnh. Cái thứ hai là do thiếu cái dinh dưỡng khoáng. Bởi vì em nói em cũng có bón phân hữu cơ, cũng có bón phân ure, cái đạm thì nó cao thôi, nhưng mà cũng không biết là bao nhiêu. Bởi vì em biết là cái dinh dưỡng khoáng đó, nếu mà cái cây của mình nó ra đọt, rồi sau đó cái đọt đó nó, cái lá nó già thì em ra cái cây đọt tiếp theo. Mà nếu như mà nó thiếu cái dinh dưỡng khoáng thì cái dinh dưỡng khoáng trong cái lá của cái đợt đọt tiếp đó, đọt trước đó, nó sẽ huy động để mà nó nuôi cái đợt đọt sau. Thì lúc đó những cái lá của đợt đọt trước nó cũng bị vàng, rồi nó cũng bị rụng đi. Nên tôi đề nghị em thôi bây giờ năm nay nếu như mà em chưa bón phân cho cái vườn của mình, bị em nói thường thường tháng 8 em mới bắt đầu hay gì đó, thì em có thể là sử dụng cái phân mà chuyên dùng đầu trâu AT1 á. Thì ở trong đó người ta cũng đã có cân đối
cái NPK thì trong đó là đạm cũng cao nhất, rồi tới lân và thấp hơn nữa là kali, và cũng có một số cái chất trung vi lượng ở trong đó. Còn nếu như trong trường hợp mà chỗ em không có thì em thể có thể sử dụng NPK 20-20-15 còn TE đó thì để em bón. Thì cái liều lượng em bón thì có thể là từ 1,5 kg cho tới 2,5 kg gì đó trong cái khoảng như vậy cho mỗi một gốc. Bây giờ còn có thể là có một nguyên nhân thứ ba nữa, có thể là không bị sâu bệnh mà em cũng đã bón đủ cái dinh dưỡng khoáng, tức là cái phân bón, nhưng mà nó vẫn tiếp tục rụng. Thì tôi đề nghị em chịu khó lấy một cái len, em đào sâu vào ở trong đất tới cái độ sâu khoảng cái chừng 4 tấc vậy đó, hay là hơn nữa, 5 tấc cũng được. Rồi để em xem coi các cái rễ, có cái đất ở bên dưới nó có bị úng hay không. Và thêm một cái nữa là em có thể coi thử coi trên cái mặt đất em bươi như thế này, coi trong cái thời điểm đó nghe, coi như vậy là cái rễ nó có ăn bàn lên trên mặt đất hay không. Thì trong những trường hợp đó em phải giải quyết cách nào, tức là em phải đánh những cái rãnh nước để đảm bảo rằng khi mà mưa xuống thì mưa nó sẽ từ ở trong đất á, ở trong các cái gốc cây sầu riêng, nó phải nước nó phải chảy vào các cái rãnh để nó thoát ra bên ngoài. Thì như vậy là cái rễ sầu riêng của mình nó không có bị úng, thì nó không có bị sốc, nó sẽ không gây ra cái hiện tượng rụng lá. Thì đấy là tôi ba cái vấn đề, vì nó không rõ nên tôi cũng đề nghị em kiểm tra để rồi có cái quyết định để khắc phục cái tình trạng như em đã nói. Chúc em thành công. Xin chào chương trình. Nhà tôi có một hectare cà phê giống TR4. Hiện tôi chuẩn bị bón phân mùa mưa, nhưng chương trình nhờ chương trình tư vấn giúp tôi cần bón phân loại nào để cà có quả tăng trồng lớn, nhân lớn, mọng vỏ hơn, đạt năng suất cao. Cái đó thì xin chương trình tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Giải đáp câu hỏi tuần trước, sau khi thu hoạch sầu riêng cần bón NPK đầu trâu AT1 để giúp cây sầu riêng hồi phục. Xin chúc mừng khán giả Huỳnh Công Thành, tỉnh Kiên Giang đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án A của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này, sản phẩm đầu trâu chắc hạt 16-6-19 cộng TE. Bón vào giai đoạn nào là thích hợp nhất cho cây cà phê? A. Mùa khô. B. Giai đoạn nuôi trái. C. Đầu mùa mưa. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Canh tác thông minh cũng xin được khép lại. Mọi thư từ và góp ý quý vị và bà con nông dân gửi về hộp thư Canh tác thông minh vtv9@gmail.com hoặc Canh tác thông minh @bình điền.com hoặc tổng đài 084-3968-777. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc kênh YouTube Canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình suốt 20 phút qua. Xin được cảm ơn Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Giảm chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, mô hình canh tác lúa thông minh phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long trong đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao đang mang lại hiệu quả giúp bà con làm lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng năng suất và lợi nhuận, góp phần bảo đảm chất lượng canh tác lúa bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 28 tháng 7 năm 2024.